Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa có điểm dừng, nhất là ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Hủ tục này đang để lại những hệ quả đau lòng. Đây là vấn đề nhức nhối được các em thiếu nhi gửi đến diễn đàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân Quảng Trị với trẻ em diễn ra vào sáng nay. Trong hai năm 2022 và 2023, riêng địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đắk Rông có trên 200 trường hợp tảo hôn, trong đó nhiều trường hợp còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng này đã làm cho chất lượng dân số bị còi cọc, suy yếu nòi giống và làm mất đi cơ hội đến trường của con trẻ. Hiện nay, tình trạng tảo hôn ở trẻ em vẫn còn xảy ra rất nhiều. Thực tế, ở trường cháu đang học ở trường lớp 8, hiện tại đang kết hôn và sinh con, nên cuộc sống rất là khó khăn. Vì vậy, chúng cháu muốn biết thời gian tới bà có những giải pháp gì trong việc đổi mới phương pháp tuyên truyền. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thừa nhận, mặc dù tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại Quảng Trị có giảm, song con số tồn tại vẫn ở mức đáng lo ngại. Địa phương phấn đấu đến năm 2025 sẽ không còn diễn ra tình trạng tảo hôn này. Thì tư duy lạc hậu của phong tục tập quán của người Vân Kiều, của người Ba Cô thì họ cũng nghĩ rằng là không đi học thì thôi lấy vợ lấy chồng. Chính cái điều này thì đang được các cơ quan đẩy mạnh cái tuyên truyền chỗ này để thay đổi nhận thức. Học xong lớp 9 rồi thì các em vào các cái trung tâm dạy nghề để có cái nghề nghiệp để rồi sau này tự mình có thể làm chủ cái tài chính của mình rồi khi đó mình lại về lấy chồng. Quảng Trị hiện có trên 180.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 20.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ trẻ em sống trong hộ nghèo và cận nghèo còn cao, các thiết chế văn hóa phục vụ vui chơi, giải trí cho trẻ chưa đảm bảo, tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra.